trend này mẹ ơi, thử làm đi. Này, trend này đang hot đấy con. Vâng, con biết mà. Hay là hai mẹ con mình cũng đu trend đi. Ôi, con thích, con thích. Thích không? Thích à. Nhưng mà mình phải có cái chai nước trong có nhiều lỗ như này này. Các bạn ơi, các bạn có biết là có cái trend đang đứng ở dưới cái cột điện đây xong rồi bóp cái này này giống như lúc nãy nhá. Các bạn có biết không? Nhờ. Hay là bảo bố Hùng làm cho cái chai nước đấy rồi. Làm. Nhà mình có bố Hùng mà. Các bạn ơi, bây giờ thì hai mẹ con mình sẽ thử là đu theo cái trend lúc nãy để xem là có thành công không nha. Vâng. Việc đầu tiên thì bây giờ chúng ta phải đi nhờ bố Hùng để là bố Hùng làm cho cái chai nước có nhiều lỗ như thế nhá. Phải nhiều lỗ chứ không phun được lên đâu. Ok, đi thôi. Đi thôi. Bố ơi bố, con bố làm cái vòi phun nước cho con để con làm chen như này này. Cái chen mà cái chai mà cầm bóp lên trên đầu này á? Vâng. Ôi dạ, bố cũng thấy đang nổi trên mạng TikTok phải không? Bố làm hộ con. Đấy, được rồi, thế bố sẽ làm cho hai mẹ con nhá. Vâng. Các bạn ơi, các bạn xem mình làm cái kiểu cái chai bóp lên như này như thế nào nhá. Vâng. Đi nhanh ra bố bé đi làm nào. Các bạn ơi, đây. Chắc là bố Hùng đang chuẩn bị cái chai này rồi đây nè. Ui. Đúng rồi mẹ ạ. Cái chai này thì có mà nhiều nước lắm đây. Bố Hùng định đục cái này à? Bố đục cái này. Đục cái chai to này cho đực nhiều các bạn ạ. Em thấy mọi người chỉ cần bố cái chai bé bé thôi. Bố đục ở trên này này. Bố đục ở trên này chứ ở dưới là nó tuệ hết rồi. Chai bé nhưng nhà mình không có chai bé nên dùng chai to luôn. Nhưng mà em thấy chai to cũng được, chai to xong rồi ví dụ mình quay bị fail ấy, xong rồi còn nước để mà quay lại các bạn. Đúng ơi. Đúng rồi, cho được nhiều. Bây giờ bố sẽ đục nhá. Bố sẽ dùng cái kim này. Làm gì đấy? Ấy? Kim hơi này. Đây, các bạn ơi, bố Hùng đấy đang làm như thế này. Nhưng mà đây là cái này là ấy nhá, các bạn đấy không được học theo đâu nhá. Nếu mà các bạn muốn đu trend này thì phải nhờ bố mẹ nhá. Đấy, bố cần đục cái này thôi, tía là này thôi. Thế là bố phải cho nước tận ở trên cùng tít tít này này. Ok, tí okay này, để bố làm cho. Đây, bố Hùng đang lấy cái kim xong rồi hơi nóng lên xong rồi đục vào đây các bạn ơi. Đó. Như thế có vẻ nhanh hơn đấy nhở. Lúc đầu em cứ nghĩ là lấy cái kim chọc như thế là được. Ui, đau tay lắm các bạn ạ. Cái này nó bằng nhựa mà mình sẽ dùng cái này thì nó sẽ nhanh hơn. Con cũng tưởng thế mẹ ạ. Như thế này cũng ok hơn đấy. Đấy, nhưng mà tuyệt đối là các bạn đừng làm theo nha, tại vì cái này bỏng lắm. Quỳnh Nhi làm gì đấy? Ôi giời. Làm nước trái ổi. À, đang uống nước trái ổi à? Vâng ạ. Ôi giời, nhìn này. Uống nước trái ổi cái miệng nhoe nhoét hết cả rồi. Ôi giời, các anh chị thấy em Quỳnh Nhi điệu chưa? Con tự bôi son thế là tự nhiên nghe mới bảo mẹ. Đấy, tự bôi son đấy. Bảo cái gì? Bảo quay video cái đu trend cái thế là tự bôi son đấy. Đúng là con của bố điệu ơi là điệu luôn. Con của mẹ chứ. Nhưng bảo đi quay đi bôi son làm gì không biết. Đây, bố Hùng được nhiều lỗ chưa? Đây các bạn ơi. Nhiều rồi. Đó, được mấy cái lỗ đây rồi nè. Okay. Nhưng mà phải nhiều nữa cơ nhá. Thì tia phun ra mới đẹp được. Đợi bố một tí. Này này, đu trên này thì phải có váy xanh thế. Sao con lại mặc như này? Mặc như này đẹp rồi mà. Không, con mới mặc váy xinh. Ok, em Quỳnh Nhi điệu ơi. Đấy, các anh chị thấy em Quỳnh Nhi điệu chưa? Vừa tô son này bây giờ lại còn muốn mặc váy xinh nữa. Nhưng mà cũng đúng, nãy giờ mình nhìn ở trên các video của người khác á, thì mọi người rất là lồng lộn luôn, mặc váy rất là xinh nên là. Thế thì mẹ mới mặc áo đẹp như này chứ. Đây, mẹ mặc áo bình thường mới mà có đẹp đâu. Đẹp. Thế bây giờ mẹ vào mẹ thay váy cho Quỳnh Nhi nhá. Vâng ạ. Ok, thế để Quỳnh Nhi sẽ làm một nàng thơ đứng ở dưới mưa nhá. Nhưng mà không có anh nào nhở? Hay là tí có anh này này. Anh này. Bây giờ mình sẽ vào thay váy cho em Quỳnh Nhi đã các bạn nhá. Bây giờ biến hình đã. Biến hình. Đây các bạn ơi. Em Quỳnh Nhi đã thay đồ và buộc tóc lại rồi nè các bạn ơi. Đấy, các anh chị nhìn có thấy giống như là một cô công chúa chưa? Đúng. Đây là cô công chúa của bố Hùng mẹ Hằng đó. Các bạn ơi, đạo cụ thì nhà mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đây. 2 chai nước luôn. Wow. Đó, rất là nhiều lỗ ở trên này nha. Bố Hùng còn chuẩn bị thêm cả một chai nước dự phòng. Nếu mà quay sai nhiều quá hết nước thì còn có cái để mà đổ vào đây. Nào bây giờ em Quỳnh Nhi sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Thấy mọi người làm thì rất là mượt mà luôn. Không biết là đến lượt em Quỳnh Nhi thì sẽ như thế nào nha. Không biết là em Quỳnh Nhi có bóp được không? Thể bóp thử ngoài này xem nào. Bóp thử một tí à? Bóp thử để xem có bóp được không? Tại vì cái này, chai này to quá các anh. Không bóp được rồi. Thế như này nhá. Thế rồi để bố giúp đi. Thế như này, bây giờ là nhạc lên cái là mẹ vào. Xong rồi em Quỳnh Nhi đứng ở dưới mẹ. Xong hai mẹ con sẽ làm lần nhá. Để cho mẹ Hằng làm quay một cái. Xong bố Hùng sẽ tính nữa sẽ quay một cái nhá. Cho chai nước này đi ra. Rồi, từ từ đã. Bây giờ chắc là sẽ phải quay chay đã. Xong rồi tí nữa về nhà mới ghép nhạc vào nhá. Bố Hùng nhớ phải lấy cả được cái đèn nhá. Ok. Vào đây. 1, 2, 3. Ui, các bạn ơi, không biết là như thế nào. Ướt hết đầu cả mẹ cả con rồi đây. Em Quỳnh Nhi ướt hết rồi. Wow. Mới bóp được không một tí để thử xem mà bóp như nào. Em Quỳnh Nhi thích thế. Nào lại nào. Lại nhá. Ok. Rồi 2 phát. Uầy các bạn ơi nhìn này. Quay mới có mấy lần thôi mà nước té ướt hết người rồi. Đâu xem như, em Quỳnh Nhi nào. Như tắm mưa ấy. Ê, em Quỳnh Nhi như tắm mưa, tóc này tao ướt hết nhăn nhét rồi đây nữa. Nói chung sao nhìn người ta quay trend rất là dễ luôn đây. Nước cứ vào mắt hết của mình rồi. Nhìn người ta quay rõ dễ luôn. Nhưng mà sao mình hay là do bố Hùng làm fail cái gì đấy. Bắn không bắn nổi luôn á. Đây. Hay là do cái chai nước của mình to quá ta. Chả hiểu nữa. Bây giờ thì đổi phiên nha các bạn nha. Mình sẽ quay cho bố Hùng để xem là bố Hùng có làm được không. Ôi dồi ôi. Ướt hết tóc mái luôn này. Ướt hết đầu luôn. Xong nước nó theo cái cánh tay nó chảy hết vào người. Đấy các bạn thấy không. Đu trend không biết là do mình hay là do trend mà cũng khó phết đấy. Quay đi quay lại mấy lần rồi. Đây bây giờ sẽ đổi ca em Quỳnh Nhi với bố Hùng. Đó ấy chào. Bố Hùng cho em Quỳnh Nhi ngồi lên đầu hả? Ok. Ngồi lên cổ. Đây, bố sẽ bóp tầm này. Thẳng lưng lên con, Quỳnh Nhi thẳng lưng lên. Nhi thẳng lưng lên mới xinh được. Đó, cái chai đúng nó rồi. Có hơn mặt không ấy? Chai như thế là bằng mặt rồi. Ở thế hơi ngúi xuống nhá. Ok. Đấy bây giờ bố sẽ lấy chai nước nào. Đây chai nước đây. Các bạn ơi bây giờ thì bố Hùng với em Quỳnh Nhi sẽ thử quay nhá. Thử quay sen nha. Đầu tiên là phải xin chào đã. Quỳnh Nhi phải giơ tay xin chào đã nha. Thẳng lưng lên cơ. Đấy, đấy thẳng lưng lên đấy. Lúc nào bố bóp là sẽ ngồi cúi xuống nha. Ok. Wow. Bố đẹp thế. Cô bố quay đẹp cực luôn. Đây các bạn ơi. Cô bố quay đẹp cực luôn. Có ướt không? Quỳnh Nhi ướt không? Hình như bố ngồi ở dưới này là không bị ướt các bạn ạ. Người ướt là em Quỳnh Nhi hết rồi đâu. Để bố xem kết quả nhá. Ok, bây giờ các bạn cùng xem kết quả nha. Ok các bạn ơi, bây giờ lại tiếp tục đợt 2 nhá, để xem là mẹ Hằng có thành công không. Vừa bố Hùng với này em Quỳnh Nhi thành công rồi. 2, 3. Không biết thành công hay không nhưng mà đã bị ướt hết quần áo rồi các bạn ạ. Ướt hết đầu rồi đây này. Một lần nữa rồi. Chắc là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kết quả nhá. Được rồi, không nghịch nữa. Đây các bạn ơi, công chúng nhìn hậu trường lúc về này ướt hết cả người luôn rồi. Bố ở dưới bố không ướt mấy. Từ bố đến mẹ đến Quỳnh Nhi. Con ôm bố, con che bố thế là bố không ướt rồi. Con có ướt không? Có. Con ướt hết đúng không? Thôi được rồi, okay. Không biết là có ra gì không? Các bạn nhớ là theo dõi và thả tim nhiều cho cái clip đấu tranh của nhà mình nhá. Ok, bố Hùng về, bố Hùng sửa xe cho kết quả lên cho các bạn cùng xem nhá. Ok, bây giờ ra để đi về nhà thay đồ đây. Đây các bạn ơi, sau khi đấu tranh xong thì cả gia đình nhà mình đi uống nước nè. Có mua thêm cho em Quỳnh Nhi. Trên trên. Wow. Sinh nhật à? Hôm nay sinh nhật ai ta? Sinh nhật em. Sinh nhật em á? Đây, cả nhà mình ăn vui. Không ăn nhiều bánh kem nên là sẽ mua cái bánh bé bé thôi. Tại vì hôm nay cũng chẳng phải là sinh nhật của ai cả nên là mua cho em Quỳnh Nhi tại vì em Quỳnh Nhi thích thôi. Còn đây là bánh bố mẹ ăn. Đó. Mẹ mẹ không có thìa. Có ạ, có thìa chứ. Đây rồi. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nhi nhá. Đấy là caramel. Úi dồi ôi, thọc tay vào trong luôn. Caramel con ơi, người ta tặng mà. Đấy, ăn đi. Xong tí nữa ăn hướng dương và nước. Mời tất cả các bạn nha. Đây là coi như là bữa tối của gia đình nhà mình luôn. Thật ra thì hôm nay cũng từ 4 giờ cũng ăn rồi. Ăn từ 4 giờ rồi nên là bây giờ chưa đói. Nên là ăn tạm chơi thế này thôi nha. Tí nữa đợi nước ra nữa là được. Không biết là trend có thành công. Các bạn xem video mà thấy bọn mình quay đẹp thì nhớ thả tim và thả like cho nhà mình nha. Ôi Quỳnh Nhi ăn cái gì đấy? Con chữ. Con ăn chữ trước rồi à? Đây một cái bánh kem mà các anh chị thấy đẹp không? Em Quỳnh Nhi lấy mất chữ lớp rồi thì còn đâu là đẹp nữa rồi. Ok, mời tất cả các bạn nhá. Mình sẽ thử ăn một cái bên này hình như là tiramisu sốt cà phê này. Ồ, nhiều lớp chưa? Mẹ mẹ, nãy em tưởng em xúc một cái bột kem. Cái bột cà phê này nó ấy này. Mẹ có cái kiểu hạt này em. Ừ, hạt để ăn được mà. Em biết là ăn được rồi, thế là tưởng là cái mà cái gãy răng à. Đây mời các bạn nhá. Các bạn ơi, nước ra đây rồi. Của em Quỳnh Nhi là gì đây? Của em là trà đào. Ôi trà đào đây này, phải có đào đúng không? Vâng ạ. Mẹ ăn cho con thử một miếng nào. Có cả trân châu nữa. Có cả trân châu à? Con muốn ăn trân châu. Đấy. Đâu của mẹ Hằng là cái gì đây? Của mẹ là cà sen. Cà sen này. Đây hạt sen dưới này. Dưới là hạt sen, trên là kem à? Kem bột xanh. Ok, mời tất cả các bạn uống với này, ăn tối cùng gia đình mình nhá. Đấy gia đình mình ăn uống với cái này. Em thích ăn đào lắm các chị ạ. Đấy. Rồi ăn cả miếng đào kìa. Nhìn ăn ngon thế nhỉ. Mời các bạn nha. Mời các bạn, Quỳnh Nhi ăn đi xong là uống nước nhá. Không chị muốn đưa đi chơi. Chơi gì á? Ok. Lại đi chơi tiếp à? Đi chơi tiếp. Ok, bây giờ ăn giỏi tí nhá. Mời tất cả các bạn ăn cùng gia đình mình nha.